Chào quý khán giả đến kênh của Hồ Trần nha. Hôm nay mình đi một vòng tham quan bến xe cũ của Sóc Trăng nha, bến xe Chà Men nha. Bến xe này ngay chân Chà Men. Bến xe khách Chà Men. Này là bến xe cũ ngày xưa nè. Hồi từng rồi mình quay bến xe mới, bến xe Phương Trang á. Này mình, hôm nay mình sẽ quay xe cũ nha. Đây là bến xe cũ của thành phố Sóc Trăng nha. Bến xe này cũng rất là lâu lắm. Bến xe cũ này nhỏ à, đi một vòng sẽ hết à. Không bến xe mới nhiều. Để mình quay một vòng cho các bạn cùng xem nha. Đây là bán đồ ăn, đồ ăn nước được rất nhiều. Mình là kêu bánh xe Chà Men, bánh xe cũ ngày xưa đó. Thì, xe buýt đâu đây nè, xe buýt, xe khách về cũng đâu đây nè. Rất lâu đời. Công ty cổ phần vận tải. Này ngay chân ngã ba Chà Men nha. Này thuộc có đường Hùng Vương á. Đây là đường Hùng Vương nha. Họ buổi sáng đã đi làm đó, người đi làm người đi công việc cho rất là tấp nập luôn đó. Còn đông. Rất là đông người. Khu chung cư Hưng Thịnh. Mình sẽ đi để một vòng thành phố Sóc Trăng cho quý vị và cùng xem nha. Đây đang đứng ở chỗ dòng xe nha. Đây là đường này chạy kéo quốc lộ nha. Đây là Cần Thơ, còn đó vừa chợ, còn đây sẽ xuống Cà Mau. Đường này chạy xuống sẽ xuống thành phố Cà Mau, sẽ thẳng vào sẽ xuống Cà Mau hoặc đi Cà Mau. Đây mình đang đứng đây là cầu Kinh Sáng của thành phố Sóc Trăng nha. Cầu này nằm trên quốc lộ 1, quốc lộ hướng về Cà Mau Bạc Liêu nè. Cầu rất là dài nha. Đây con sông này rất là đẹp, đó xa thăm thẳm luôn. Đây cầu Kinh Sáng nha. Cầu Kinh Sáng của thành phố Sóc Trăng. Cầu cũng rất là dài nha, rất là dài, rất là đẹp. Tham quan thành phố Sóc Trăng vào buổi sáng nha. Đây, còn đường này sẽ chạy vô Phúc Thảo nè, chạy đường vô huyện Mỹ Tú nè. Đây cũng có một cây cầu nữa, cũng rất dài. Sáng người ta đi rất là đông, rất đông nhiều. Người chạy thẳng sẽ vô đã vô huyện Mỹ Tú này, đã chào Mỹ Tú luôn. Chưa là đường Phú Thảo,
cầu này là khi còn cầu Khánh Hưng, cầu này nhỏ hơn cột hơn cầu Kinh Sáng, cầu Khánh Hưng của thành phố Sóc Trăng. Cầu này cũng chiều cao cũng thấp hơn cầu Kinh Sáng. Có một sông, sông này cũng nhỏ hơn. Tham quan thành phố Sóc Trăng vào buổi sáng nha, rất đông người, rất nhộn nhịp luôn. Đây là cầu Khánh Hưng, cầu Khánh Hưng của thành phố Sóc Trăng. Còn đây là ngã tư của trạm điện thành phố Trăng nha. Rất là rộng luôn. Quán bún nước lèo nằm ở đó đó. Lèo nổi tiếng Sóc Trăng. Bún nước lèo có lóc đồng Sóc Trăng. Đây là ngã tư trạm bún điện. Đường đó thì vô là đường Phú Lợi. À, đường này sẽ đi xuống thẳng Cà Mau. Còn đi ngược lên sẽ lên thành phố Cần Thơ. Đây là bản đồ, bắn nón, bắn quần áo. Đây quán bún nước lèo lóc đồng Sóc Trăng đây. Nổi tiếng nước Sóc Trăng, không nước Sóc Trăng luôn. Khách du lịch sẽ thường xuyên lại đây ăn. Đây là trước cửa của quán. Đây mình sẽ chạy vô đường Phú Lợi nha. Đây, đây mình đang đứng trên đường Lê Dũng nha. Lê Dũng của thành phố Sóc Trăng nha. Ở đây là quán cà phê, quán nhậu rồi. Rất là đông, rất là nhiều. Mời gặp các ông chú và các bạn xem. Rất là hoành tráng luôn. Nằm trên đường Lê Dũng. Rất là đẹp nha, đường Lê Dũng. Quán nhậu, quán ăn đồ rất nhiều, quán cà phê. Ở đây đường này trồng cây dầu không à? Phở bò, gà. Đây là ngã tư nha, đường Lê Dũng nha. Đường này sẽ đi về đường vào cái điểm nè. Đường này sẽ dài sẽ xuống Long Phú luôn. Cái này rất là rộng nha. Sáng người ta đi làm. Đây là quán cà phê rất là đông. Video giới mình cũng dài, mình kết thúc tại đây. Nếu thấy hay xin một like, một đăng ký. Cảm ơn các bạn chú và các bạn.